Rồi, hiếu chào tất cả anh em. Trước mắt anh em chúng ta đây là một con Jupiter MX của một chú ở dưới Nam Định lên làm côn. Thì khi hiếu tháo cái bộ côn này ra thì hiếu cũng có đi thử xe thì xe đi nó rất là giật anh em ạ. Đây là hiếu đã vệ sinh sơ bộ rồi. Thì xe của chú rất là giật. Thì lý do thì anh em nhìn đây này. Đây là côn ba càng mòn hết anh em ạ. Là mòn nó không còn một cái tí gì luôn ấy. Và ngoài ra thì anh em của Hiếu kiểm tra cho mình cái phớt đây này. Cái phớt này của chú nó bị rách rồi nha. Đấy. Vì xe thì đã lâu năm thì các cái phớt này nó sẽ chai, nó rách. Cái phớt này nó sẽ ôm vào cái hệ thống biên của chúng ta. Nó ôm chặt vào đây để nó bơm dầu lên biên. Phớt nó mà rách ra thì dầu nó sẽ phụt ra ngoài. Thì nó dẫn đến cái tình trạng là không bơm được lên biên và nó sẽ làm chết biên và hỏng hơi anh em ạ. Thì ngoài ra thì chúng ta chỉ cần kiểm tra, tháo ra chúng ta kiểm tra hai cái phớt thì mình mua cái phớt mình lắp vào thôi. Phớt thì chúng ta cố gắng mua cái phớt chính hãng của Honda nha anh em nha. Đấy, đây là phớt chính hãng của Honda này. Thì mình mua hai phớt mình đóng và cho khách hàng. Thì đây là côn. Đây là côn đúc của công ty. Thì anh em chúng ta lên cốt bao nhiêu thì chúng ta tiện cốt bấy nhiêu. Đấy, chứ anh em chúng ta thay côn mới luôn nha. Không được sử dụng bằng côn dán lại. Hiếu ghét nhất là cái côn dán lại anh em ạ. Đấy, anh em thấy không ạ? Cái côn dán lại thì nói chung chúng ta không dùng được đâu. Vì chúng ta chỉ chạy có nhiệt độ nóng là nó sẽ bung cái keo chóc keo này ra. Vì nó dán bằng keo hai thành phần rất là yếu. Gọi là chúng ta chỉ có chạy tạm những dòng xe cỏ, xe lai thù vớ vẩn thôi. Chứ còn xe xịn thì chúng ta phải dùng bằng côn đúc xịn của công ty. Anh em nhìn cái gông xương này mới hết này. Đấy. Côn thì Hiếu đã láng lại rất là đẹp luôn. Thì đấy là những cái nguyên nhân mà Hiếu chia sẻ cho anh em. Những cái côn mà đi là trượt như thế này thì chúng ta bỏ đi thôi. Đấy, những cái khung sườn xương côn này chúng ta bỏ đi hết, Hiếu không sử dụng lại nha, không dán lại. Còn những cái côn dán lại thì cũng có chia sẻ cho anh em rồi. Cái đồ đoàn của Hiếu thì rất là nhiều. Ở đây thì Hiếu chuyên về động cơ, chuyên về máy móc thì anh em biết rồi đấy. Rất là nhiều luôn. Đây, đây là khung. Cái này là bố của Honda đấy, bố xịn. Chính hãng luôn rồi này. Có những cái mà Hiếu dán lại Hiếu chia sẻ cho anh em nhưng mà hiện tại chắc không biết là tìm ở đâu. Bây giờ lục bới thì nghe cũng vất vả. Hình như cái chuông này. Cái này là dán lại anh em này. Đấy. Tại sao Hiếu lại nhìn cái dán lại là Hiếu biết luôn, vì keo nó lồi ra này này, keo lồi ra một cục rồi này. Đây là cái côn dán lại này. Đây này, chúng ta đưa được đường ngón tay đây, chúng ta lệnh cái chỗ này là có cái thành khe là nó bung ra luôn này. Đấy. Đấy là côn, những cái côn dán lại. Và cái côn dán lại thì đặc biệt là nó làm bằng cái chất liệu phíp này, nó rất là ấy anh em ạ, nó rất là ăn bố, nó ăn chuông ấy. Nó ăn chuông và nó không có điểm ma sát tì cho nên là nó hay bị trượt lắm. Thì đấy là những cái kinh nghiệm và cái chia sẻ của mình thôi. Còn tiền nào thì của ấy, anh em làm lắp cái rẻ thì đương nhiên thì nó sẽ rẻ tiền. Còn anh em mà làm cái xịn thì nó sẽ là xịn tiền thế thôi. Đây là cái côn ba càng cũng là côn dán lại này. Khi đến quán của Hiếu là hầu như Hiếu thay bỏ cái côn dán lại, Hiếu vứt đi hết, Hiếu thay cho khách hàng toàn bộ côn xịn sò của Honda luôn. Đấy, những cái côn xịn thì chúng ta nhìn phát biết ngay. Côn dán là chúng ta biết ngay. Đấy, đây này, toàn máy móc, toàn trục số các thứ luôn. Đây con máy đang bổ này. Đấy thì ngoài ra thì hôm nay thì Hiếu làm cho khách hàng cái con Jupiter này thì cũng có chia sẻ cho anh em rồi đấy. Thì côn của khách hàng thì nó là côn dán. Côn dán lại. Với cả cái thứ hai là phớt. Phớt này thì chúng ta không thể nào tiếc được. Phớt khi phớt nó đã hỏng rồi thì chúng ta có tiếc đến mấy cũng phải thay. Phải thay là thay phớt xịn. Phớt hãng của nó. Phớt hãng của nó thì nó mới chịu được nhiệt. Chứ còn anh em chúng ta thay ba cái phớt tàu lao vào là không chịu được nhiệt đâu.
rồi nó phá rồi lại hỏng máy đi thôi anh em ạ. Đấy, thì đây là cái đây là lọc nhớt ly tâm. Chúng ta có thời gian thì anh em chúng ta khò lóng cái này đi, rồi anh em chúng ta gõ như này này để cho nó ra cái cặn dầu cặn bẩn ở trong này đi, để cho lọc nhớt ly tâm của chúng ta nó có thể bơm dầu chuẩn chỉ anh em nhé, thì nó sẽ là tốt hơn. Đấy là một cái số chi tiết về động cơ. Thì cái việc lắp ráp côn nồi thì Hiếu cũng có chia sẻ rất nhiều video rồi. Hiếu sẽ không quay đến nữa và Hiếu sẽ tạm ngừng video tại đây anh em nhé. Thì Hiếu sẽ ráp cho chú con này. Đấy, chú vừa đi, chắc là vừa chạy đi ăn cơm, chú chưa về đâu. Thôi Hiếu ráp cho chú để chú con đi về anh em nhé. Rồi Hiếu chào tất cả anh em. Anh em nào mà có nhu cầu mà muốn mua bộ côn ba càng đúc xịn của Honda hay là của Yamaha thì cứ liên hệ cho Hiếu. Muốn tiện lên cốt bao nhiêu thì bảo Hiếu. Ví dụ cái này nó đang là Hiếu đang tiện lên là cốt 2, mình gọi là cốt 2 đi, vì cái này nó đã tiện lên một lần rồi. Đấy, cái này nó đã tiện lên một lần rồi đây. Dán đã tiện lên một lần rồi và lần này là lần thứ hai thì mình gọi là đang tiện lên thứ hai. Còn chính xác của nó chúng ta phải đưa vào cái thước kẹp chúng ta đo khoảng cách thì nó là chuẩn nhất anh em nhé. Rồi ok anh em, rồi Hiếu chào tất cả anh em nhé.